Hòa Tư Chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Sáng hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2023. Bọn em chuẩn bị lên xe giao cho anh khách này ở Vĩnh Long. Bắt con đực này với bò cái. Đây, bắt một đực này với bò cái về Vĩnh Long. Địa chỉ có tại em lộ 19 gần Quỹ ban xã Nhật Phú Tân tỉnh Bến Tre. Chị có thời gian đến với trại xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại tại bò em nhận qua Zalo lại một lần nữa để anh chị xem. Đại bò em cung cấp đầy đủ các giống bò cho anh chị tha hồ lựa chọn, gồm ba bê, pháp kem, bò cái, bò đực có đầy đủ. Ngày lúc nào đến trại em cũng có bò. Nhiều bò chuẩn bị lên xe giao khách Vĩnh Long. Cầm máy về em ơi. Cầm gì nè. Cầm gì nè. Rồi em nhắc lên. Con này đâm rắc lại nữa.